Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau vụ Thái Văn Đường, có vẻ Bộ trưởng Tô Lâm muốn làm thêm vụ nữa. Non sông chỉ dễ đổi, bản tính khó rời, có lẽ người dân Việt Nam không lạ gì bản chất thích bắt cóc của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Dù cho ông Tô Lâm đã kết nối với đại diện nhiều quốc gia để bàn về hợp tác an ninh, nhưng cách này không khả thi vì nó cần một quá trình rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, chưa kể quan điểm về tội phạm khác nhau như trường hợp Thái Văn Đường hoặc Trương Duy Nhất. Việt Nam coi họ là tội phạm trong khi các nước dân chủ không xác định như vậy, nên bắt cóc thì nhanh gọn hơn cho Bộ Công an. Tiếng xấu đã gắn chặt với cái tên Tô Lâm. Bộ Công an đã trải qua nhiều đời bộ trưởng nhưng chưa ông nào tai tiếng như Tô Lâm. Chưa ông nào ăn thịt bò dắt vàng và chưa ông nào bắt cóc nhiều như Tô Lâm. Bắt cóc người chưa có quốc tịch nước ngoài ít rắc rối hơn đối với Tô Lâm. Vụ IC là vụ án lớn, tuy nhiên nhân vật chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã trốn ra nước ngoài. Bà Nhàn đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã, tuy vậy chỉ là phát lệnh truy nã trong nước, nhưng hiện nay bà Nhàn lại ở nước ngoài, vậy làm sao mà để bắt đầy? Nếu muốn danh chính ngôn thuận bắt bà Nhàn thì phải có lệnh truy nã quốc tế, hoặc Việt Nam phải có hiệp định dẫn độ đối với quốc gia mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang cư trú. Để bắt bà Nhàn một cách đích danh danh chính ngôn thuận thì có thể nói là bất khả thi đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chiều ngày 19 tháng 4, tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi về vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, cục này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào do địa phương chuyển lên liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nhàn. Nếu bà Nhàn chưa có quốc tịch nước ngoài thì bắt cóc là dễ hơn. Còn nếu bà Nhàn đã là công dân của một nước khác, đặc biệt là công dân của một cường quốc dân chủ, thì việc bắt cóc của ông Tô Lâm nếu có sẽ là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức cách đây 6 năm là trường hợp không phải bắt cóc công dân Đức. Vậy mà vấn đề rắc rối ngoại giao về pháp lý đã xảy ra, đến nay vẫn chưa gỡ bỏ cho hết được. Thời điểm đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn và trong thời gian chờ đợi, ông được nhà nước Đức bảo vệ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã quá nổi tiếng về ngón nghề chuyên đi bắt cóc. Với trường hợp ông Trương Duy Nhất thì dễ dàng trong Tô Lâm, hơn là vì nhà báo này chưa có quy chế tị nạn. Trường hợp Thái Văn Đường đã có quy chế tị nạn nên rất có thể cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tại Thái Lan sẽ lên tiếng. Hiện nay vụ án Thái Văn Đường đang gây chấn động, không chỉ có báo chí tiếng Việt mà báo chí tiếng Anh cũng đã lên tiếng mạnh mẽ. Hành động phạm pháp bắt cóc người của Bộ Công an Việt Nam đã bị phơi ra cho thế giới cùng biết. Trở lại với vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nếu bà chưa có quốc tịch thì dễ dàng trông Tô Lâm hơn rất nhiều. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng là một đại án chứ không phải là vụ án nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mới bị đưa ra xét xử vụ việc mà đã bị tuyên đến 30 năm tù giam, dù là tuyên vắng mặt không hề có bà ở đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng mà ông Tô Lâm đang muốn bắt cóc nếu có thể. Điều đang nói là bà Nguyễn Thanh Nhàn dù đang trốn nhưng vẫn liên lạc với luật sư bảo chữa cho bà để mà nộp đơn kháng cáo. Điều này giống như bà Nhàn muốn đùa giỡn với ông Tô Lâm vậy. Bà cho Tô Lâm biết bà vẫn liên lạc với luật sư và có vẻ như muốn thách đố xem ông Tô Lâm có tóm được bà nữa hay không. Việc ông Tô Lâm muốn bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không có gì khó đoán, nhưng bắt được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dám liên lạc với luật sư thì bà cũng không ngán ông Tô Lâm. Bắt cóc Thái Văn Đường thì dễ, nhưng bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liệu Tô Lâm có khả năng hay không? Không phải cứ bắt cóc được 3 lần thì lại làm đến lần thứ 4 dễ dàng chót lọt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau vụ Thái Văn Đường, có vẻ Bộ trưởng Tô Lâm muốn làm thêm vụ nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa cụ tổng, Lê Thanh Thản coi tòa như không. Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn làm, Trần Bắc Hà đã dựa hơi ông Thủ tướng đầy quyền lực mà lộng hành khắp nơi, coi trời bằng vung. Có lần Trần Bắc Hà đã tát Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giữa một phiên họp cấp tỉnh, mà vị quan chức kia vẫn cầm họng. Đi chơi golf, Trần Bắc Hà dùng dậy golf đánh một quan chức cấp tỉnh ở Bình Định gãy chân, mà ông này không dám lên tiếng. Nói chung, Trần Bắc Hà là một quan chức lưu manh mượn danh Thủ tướng. Làm nhiều điều ác đến như vậy, tưởng như xem trời bằng vung. Nhưng Trần Bắc Hà lại sợ thần linh. Một lần ông Nguyễn Tấn Dũng sang tận đất Phật để lạy Phật, ông Trần Bắc Hà cùng đi với hình dáng rúm gió ngồi phía sau ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ lá bùa của ông Tổng Bí Thư, Lê Thanh Thản đã vẫn an toàn. Khi còn sống, ông Trần Bắc Hà cầu Phật rất nhiều, nhưng cuối cùng số phận nghiệt ngã đã bổ xuống đầu ông. Ông Trần Bắc Hà đã chết bí ẩn trong lúc bị tạm giam, và cái kết quả là gia đình phải tứ tán, con trai trốn chui trốn nhủi mặc dù đang ngồi trên đống tiền lớn. Rất nhiều quan chức đã bị bắt giam hiện nay, trước đây xin đi chùa, thậm chí có người còn mê tín xin bùa rước thầy về cúng sao giải hạn, nhưng có cúng bao nhiêu mà lòng tham lớn thì cái kết vẫn xấu. Ngôi sao là vô tri vô giác, chẳng có ngôi sao nào giải hạn được cho cái núi tội của quan tham Đảng Cộng sản. Đối với người Cộng sản, có lẽ họ nên xin ông Tổng Bí Thư một lá bùa thì họ mới ăn ngon ngủ yên cho được. Còn nếu cứ mê tín mà đi xin bùa các thần linh ở các đền miếu thì cũng vô ích mà thôi. Vào năm 2017, ông Lê Thanh Thản xin được lá bùa của ông Tổng Bí Thư nên giờ đây chẳng ai dám đụng tới ông cả. Ông Lê Thanh Thản đã từng bị khởi tố từ năm 2019 để điều tra vào tội lừa dối khách hàng liên quan đến vụ CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhưng rồi công an thành phố Hà Nội không dám bắt ông Thản, và cho đến nay ông Thản vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tòa án đã triệu tập nhưng ông Lê Thanh Thản không đến. Giả sử nếu ông Lê Thanh Thản không xin được lá bùa ông Tổng Bí Thư mà đi xin bùa chú khắp nơi phải dán đầy nhà, thì những lá bùa đó có làm công an thành phố Hà Nội sợ được hay không? Chắc chắn là không. Vào ngày 18 tháng 4, tại phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 600m2 đất vàng tại Hà Nội, tòa đã triệu tập ông Lê Thanh Thản, là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, thường được biết đến với cái biệt danh Đại gia Điếu Cày, và ông Lê Hải An, con trai ông Thản, với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng cả hai cha con ông Thản phớt lờ, không đến. Cũng không có gì ngạc nhiên, đến tòa phát lệnh khởi tố mà công an còn không dám phát lệnh bắt giữ, thì việc tòa triệu tập ông Lê Thanh Thản làm sao ông đến cho được. Cho nên mới có người nhận xét rằng công lý của Việt Nam không những là diễn viên hài, mà nó còn biết sợ bùa chú, đặc biệt là bùa của cụ Tổng, thứ bùa của thần linh cũng vô ích. Hình ảnh lá bùa. Ở đất nước Việt Nam là như vậy, công lý thì sợ quyền lực. Công lý mềm như bột mì, ai muốn bóp méo hay bóp nát đều được, nếu có đủ quyền và tiền mà tung ra. Vì công lý sợ quyền, sợ tiền nên giới quan chức và giới giàu có được bảo vệ cao nhất, còn người dân thấp cổ bé họng thì họ muốn đổ bao nhiêu tội nặng nề lên đầu cũng phải chịu. So sánh vụ án khởi tố nhưng không dám bắt đối với ông Lê Thanh Thản và vụ dùng vật chứng giả để ép chết tử tù Hồ Duy Hải, thì mới thấy cái gọi là công lý ở Việt Nam nó đắng cay đến nhường nào. Một đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản đâu chỉ mang đến cho người dân đói nghèo, mất tự do, mà nó còn mang đến cho người dân oan khuất, ngất trời. Kẻ có quyền thì lộng hành, kẻ nghèo hèn thì bị chèn ép, bị lợi dụng, đủ đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngàn lá bùa thần linh thua một bùa cụ Tổng, Lê Thanh Thản coi tòa như không.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.